Ngày 13 tháng 6, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra vụ cháy cơ sở chuyên thiết kế thi công bảng quảng cáo trên đường S3, phường Tây Thạnh. Khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường S3 phát hiện khói lửa bốc lên từ cơ sở nên hô hoáng. Nhiều người cùng các nhân viên của một doanh nghiệp chuyên kinh doanh các thiết bị phòng cháy chữa cháy gần đó đã dùng phương tiện tại chỗ tiếp cận dập lửa. Nhận được thông tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Phú lập tức điều động phương tiện và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế, không để cháy lan. Tại hiện trường, một số tài sản trong cơ sở chuyên thiết kế thi công quảng cáo rộng khoảng 100m² bị cháy hư hỏng. Theo người dân, lúc cơ sở này phát cháy là đang giờ nghỉ trưa, những người làm việc bên trong đang nghỉ ngơi ở một căn nhà gần đó. Khi phát hiện đám cháy, chủ cơ sở và các hàng xóm đã cùng chạy tới cậy cửa cuốn, xông vào trong dập lửa. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy tiệm làm biển quảng cáo ở quận Tân Phú đang được điều tra làm rõ.